Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh, mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ái nữ nhà Trường Giang theo bố mẹ về quê tự tin tạo dáng điệu đa. Khi nhắc về một cặp đôi sao việc hạnh phúc, sẽ thiếu sót lớn nếu không liệt kê đến nhà Phương Trường Giang. Từng rất hạn chế khi chia sẻ chuyện gia đình, nhất là khi chào đón con gái đầu lòng bé Destiny. Nhưng đến nay khi nhóc tỳ đã khôn lớn cứng cáp, cặp sao mới thoải mái hơn. Thậm chí đã đưa con đi cùng trong chuyến tình nguyện gần đây khiến nhiều người bất ngờ bên nhau được một khoảng thời gian dài, Nhã Phương Trường Giang luôn mặn nồng và hạnh phúc. Trên trang cá nhân của Trường Giang và Nhã Phương lần lượt chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, vui vẻ khi cùng nhau có hành động đẹp ý nghĩa trong lễ phát động tháng nhân đạo 2022. Sự kiện có nhiều hoạt động, dù thấm mệt nhưng vợ chồng nam danh hài luôn tràn đầy năng lượng, cặp đôi rất thân thiện khi giao lưu cùng khán giả, người dân địa phương. Nhã Phương Trường Giang tràn đầy năng lượng khi tham gia chiến tình nguyện hai nghệ sĩ đã có những hành động ý nghĩa tại lễ phát động tháng nhân đạo 2022. Vợ chồng nam danh hài không ngần ngại nắm tay chụp hình lưu niệm cùng người dân địa phương. Họ thoải mái trò chuyện cùng mọi người, không hề tạo ra những khoảng cách giữa người nổi tiếng và khán giả. Bên cạnh những hoạt động của buổi lễ phát động, khán giả không khỏi bất ngờ khi Trường Giang và Nhã Phương đưa con đi cùng trong chuyến tình nguyện. Bé Destiny là trái ngọt đầu tiên của cặp đôi chào đời vào tháng 1 năm 2019. Là cặp sao có lượng fan đông đảo nhất nhì của showbiz Việt, nhưng vợ chồng nam danh hài khá kín tiếng về ái nữ và chưa từng chính thức công khai dung mạo của bé. Con gái nhà Phương Trường Giang đồng hành trong chuyến đi này, ái nữ tạo dáng dễ thương, khoe góc mặt bụ bẩm chiến spotlight của ba mẹ. Bé Destiny mặc váy màu vàng, điệu đà và nữ tính. Mặc dù chỉ để lộ một chút góc nghiêng thôi, nhưng khán giả đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho vẻ ngoài xinh đẹp của thế lực nhí. Trước đó, trong một vài khoảnh khắc, ái nữ đã được nhận xét có khuôn mặt sở hữu nhiều nét đẹp từ bố và mẹ. Hình ảnh điệu đà đáng yêu của con gái cưng nhà Trường Giang Nhã Phương được netizen khen ngợi hết lời. Thời gian gần đây, Trường Giang và Nhã Phương khó giấu được sự cuồng ống con khi ái nữ càng lớn càng dễ thương lém lỉnh và rất ngoan ngoãn. Trên trang cá nhân và các nền tảng mạng xã hội của hai vợ chồng chia sẻ nhiều bài viết về con gái, thậm chí đã từng cho bé Destiny lên sóng livestream. Qua những hình ảnh khoảnh khắc, cộng đồng mạng nhận xét nhóc tỳ thừa hưởng nhiều đường nét của nam danh hài và quấn ba nhiều hơn mẹ. Trước đó, Trường Giang cũng từng tiết lộ thêm về con gái Destiny. Con anh, nó thích nói tiếng Anh lắm. Bây giờ chỉ các màu á là nói tiếng Anh không à, không nói tiếng Việt. Khi nào mình nói tiếng Việt, nó mới nói tiếng Việt. Còn không thì thích tiếng Anh lắm, Trường Giang từng chia sẻ. Mới chỉ 3 tuổi, thế nhưng qua lời kể của Trường Giang, Destiny là một cô bé rất ham học. Em có tin là cô giáo tới nhà dạy mà cô giáo đi trễ là nó kêu cầm điện thoại gọi cho cô giáo để hỏi sao giờ này cô giáo chưa tới. Tính cách đặc biệt này ít nhiều đã được thể hiện vào những lần cô bé từng xuất hiện cùng ba mẹ trên mạng xã hội trước đó. Trong một đoạn clip Nhã Phương chia sẻ, Destiny đứng dưới nhà gọi to nhắc mẹ khi đến giờ học của mình. Trùng khớp với chia sẻ của Trường Giang, đây cũng là đoạn clip mà nhóc tì thể hiện năng khiếu ngoại ngữ rất tự tin lúc được nói tiếng Anh. Hiện tại bé Destiny đã hơn 3 tuổi, khán giả mong đợi vợ chồng nam danh hài sẽ chính thức công khai vẻ ngoài của con gái sớm và thoải mái hơn khi chia sẻ về bé. Bạn có nhận xét như thế nào về tổ ấm ba? người của nhà Phương Thường Giang hãy cùng chia sẻ cảm nghĩ của mình phía dưới phần bình luận ngay nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.